Tê quy sùng rắc khana tha gia ti sara nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm bi ma dằng phành tê quy sùng rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dằng phành tê quy sùng giặc rắc khana tha giá ti sa ra nê na sa bành cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính dâng mic đến ngài để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa Đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa Đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gawa Đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang Sarangachami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, Duti Yambi, Buddhang Saranang Saranang. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambu ta sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Hoa Đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri
Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bụt thằng Saranang gạch cha mi, thầm măng Saranang gạch cha mi, sang khang Saranang gạch cha mi. Duti jambi bụt thằng Saranang gạch cha mi. Duti jambi thăm măng Saranang gạch cha mi. Duti jambi sang khang Saranang gạch cha mi. Tati jambi bụt thằng Saranang gạch cha mi. Tati jambi thăm măng Saranang gạch cha mi. Tati jambi sang khang Saranang gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tisaranagyanang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu panatipata veramani sikha badang samadhiya mimusa adinna dana veramani sikha badang samadhiya mikame sumicha chara veramani sikha badang samadhiya mimusa vada Veramani sikha badang samadhiya misura me raya machappa madathana. Veramani sikha badang samadhiya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta, we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Adin na da na, we ramani sikha badang samadhiyami. Kame sumiccha chara, we ramani sikha badang samadhiyami. Musawada, we ramani sikha badang samadhiyami. Surame rasamicchappa madathana, we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha bidani sa dukanka toa pa madana nicchakalang samara kitap bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo. Hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời. Chẳng nên dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng.
Thế Tôn có dạy rằng Sile na sugatin yang ti sile na phu ka sambada sile na nipu ti yang ti tas ma si lang vi so tha ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ để lắm nhớ. Sa thú, sa thú, lành thay. Dạ, xin trao lại mic cho Nguyên Như Nguyên Trang để sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha Giá, và con kính đảnh lễ sư Quan Tâm, và con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng, kính chào thầy kinh vừa đến với đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Uttamange na vandeham patapang sungvaruttamang putthe yo kalito doso putto kamatutang mamang uttamange na vandeham thamman chaduvitam varang thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamang uttamange na vandeham Sankhan chaduvithottamang Sankheyo kalito doso Sankho kamatutang mamang. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, con xin kính nhân mít cho sư ạ. Sakkattva Buddha Ratanang O Satang Uttamang Varang Hitang Deva Manusanang Buddha Te Che Naso Thina Nasang Thupa Dava Sabbe Dukha Vupasamang Tute Sakkattva Dhammarato Satang Uttamang Varang Parirahu Pasamanang Thamma Te Che Naso Thina Nasang Thupa Dava Sabbe Paya Vupasamang Tute Sakkattva Sangharatanang O Satang Uttamang Varang Ahunaya Ahunayang Khang Sankhate che na so thi na na sang tu ba da va sa be ro ga vu pa sa man tu te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật Bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp Bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan ngân tôn trọng. Sitama thu sitama thu sitama thu idam thalam etasmin ratanatayasmin sampasada. Số cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ vi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ, kính cảm ơn chị Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng và thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ, con kính đảnh lễ kính chào thầy kinh. Dạ, sau đây con kính mời đạo dạ Nguyên Trang thấy bàn tay của Nguyên Như. Nguyên Trang kính mời Nguyên Như nha. Rồi, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, dạ con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, dạ con xin kính chào thầy kinh
Nguyễn Như xin kính chào toàn thể chư vị Phật tử trong đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyễn Như xin kính mời chư vị với Nguyễn Như lắng lòng thanh tịnh, tỷ mình thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka Thipati Sahampati Katan Chali An Thiwarang Ayachata Santi Thasantam Barajang Khajatika Đề sê tu thầm măng Anu cầm bí măng ba chăng Sẵn thầm ma phê rinh Quỳ nhà dân cha ca dân Suốt tân cha bánh thăng, A phi thầm mà chăm măng. A cô ta dân tô, cha tu sân cha đành đăng. Ba bố tha nầy dê, ba ri xa và măng chê. Ewang saham bati brahma Phagantang ayachatha Tanhi phawe na tang buddho Karunye na thiwasaya Tanha vuthaya ba Adena liga da yang ta to ga to bancha waya da yo nai ye amang ba ye si thamma to ta to ba puti sambuddho anuna thamma de sanang maka wasani de se si Sẵn ta năng ăn tha sinh tha căng Tê na sa thu a yô phân tê Đê xê tu thâm ma đê sa năng Sâm ba yi tha pa ri sa ya A nu cam băm bi ca tha quê Nắc mô bút thà giá Nắc mô thâm ma giá Nắc mô sang khai giá Dạ, mặt đạo tràng, kính thỉnh thầy Kinh có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay ạ. Con xin kính dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trong room. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha. Dạ, chào thưa. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta bước qua một trang mới. À, chúng ta bước qua học một chương mới và nói về sự phân tích về sáu pháp riêng biệt. À, tức là nói về những cái pháp riêng biệt từng loại khác nhau. Như thọ, nhân, sự, môn, cảnh, căn, vật, vân vân. À, thì chúng ta bắt đầu bước vào cái chương mới này. À, thì rồi chúng ta đã học xong phần tâm sở phối hợp với tâm phối hợp tâm sở xong ha. Rồi kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau lãnh lễ tam bảo tâm tắc.
Arahang sama sambutho bhagava buddhang bhagavantang ativadami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sabbatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami sama sambuddhamatulang Sattham Aganuttamang Apivariyapasissang Apithammatthasanghang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng khi diệu pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mạng, Nam Mô Sạng. Dạ, kính đưa cho Tôn Đức và tất cả quý vị. Trước khi vào buổi học chính thức thì chúng ta cùng nhau đọc bài về cái bài Bali của cái môn học này ha, đọc cái phần từng phần một. Sau khi chúng ta đọc xong hết tất cả các bạn lên đọc hết, sau chúng ta bắt đầu bước vào buổi học. Rồi hôm nay mời cô thư ký Châu Nguyễn post bài lên ha, rồi quý vị đọc. Rồi xin mời quý vị cùng nhau quan hỷ giơ tay nha, liên tục đọc để lỡ mất thời gian ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con là bà Nguyên Thông, cứ xin được đọc trước đi. Đoạn 1. Pakinaka Sangha Bifago, sự phân tích 6 pháp riêng biệt thọ, nhãn, sự, môn, cảnh, đối tượng, căn vật. Sambayutta Yatha Yogan Tapanya Sasapa Vato Chiết ta chê ta siết ca thầm ma tê sang đa ni giá tha ra hăng. Các tâm vương và tâm sở phối hợp với nhau thật có 53 dạng tùy lúc, tùy theo đặc tính. Vê đá na hê thú cô kít chá đoà ra lâm bá ná vách thú tô chiết thú pa chiết thú pa đa vá sê nê vá sang gá hô na má ni chá gia tê ni giá tê. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần, và các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ nhãn, thọ nhân sự môn, để coi kỹ rồi coi thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn, tức là vật. Về đá na sang gá hô tó cái yếu thọ tát tha về đá na sang gá hê ta vát tí vi tha về đá na xuất xuất khăn đúc khăn a đúc khá ma xuất khăn chê tí xuất khăn đúc khăn sô ma na sang đô ma na sang u pê tha tí cha phê đê na pa na păng cha tha hô tí. Trong phân loại về thọ, trước tiên có 3 loại thọ là lạc khổ và không lạc không khổ, hoặc nữa có 5 loại là hỷ ưu, lạc khổ và xả. Tát tha suốt khá xá khá khá tăng cu sá la vi pa căng ca gia vi nha năng ê ca mê vá. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tát tha đúc ca sa ha ga tăng a cu sa la vi pa a su ca la vi pa căng ca gia vi nha năng, cũng thế ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ xả. Tát tha đúc ca sa ha ga tăng a đúc ca vi pa căng ca gia vi nha năng, cũng thế ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. Dạ, kính thưa đạo tràng, sư sư là con đã đọc xong. Giờ xin mời người kế, không thấy người nào kế đó gì nè. Xin mời quý vị nhanh nhanh lên. Cái này là nơi chúng ta luyện tập.
theo lời thầy kinh giảng dạy là chúng ta sẽ học nhanh và không có mất thời giờ. Mười mười lăm thì sư phải rời đó nha. Xin mời, nhờ Panya Ramsey. Ok, thank you. Dạ Nam Mô Bụt Đà, dạ Nam Mô Trầm Mà, dạ Nam Mô Sơn Khai. Con xin kính chào sư Tâm Tâm, sư Nguyên Thông. Con xin kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Giải thích đoạn 2. So manasa sahagata cittani pana lopa mula ni cittari dvadasa kama vacchara sopana ni sukha santirana hasana ni cha dveti atharasa kama vacchara cittani ceva Pathama duttiya tatiya chatutha jana sankhata nicchatu chattalisa mahakata lokuttara cittani jati dvasati viddani bhavanti. Có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là A. 18 loại tâm thuộc dục giới như 4 bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và 2 loại tâm suy đạt và tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. Phần B. 44 loại tâm thiện sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền. 12 cộng 32 bằng 44. Như nó empty à, chị Châu ơi. Dạ, cảm ơn chị. Đồ manasa sahagata cittani pana dve patiga cittane wa. Chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ ưu. Sisa ni sapa ni pi pancha cha panna na sa upekha sahagata cittane vati. Tất cả 55 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Sukhaṃ dukhaṃ upekkhāti ti viddhā tattha vedanā. Nơi đây thọ có ba là lạc khổ và xả cùng với hỷ và ưu là năm. So manasaṃ do manasaṃ iti bedena pañcadā sukha me khat tana khat me khat tha dukhan cha do manasan dwa dwa ye thi tang dwa sati su so manasan pancha pancha panya pancha panna saketa tara lạc và khổ nằm trong một, ưu trong hai, hỷ trong 62 và còn lại xả nằm trong 55. Kinh 18 pháp hạnh phúc. Asewana cha asewana cha palanang pandit pandita pandita nhanh cha sewana puja cha puja niya nang e tăng mangala muttamang. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ sa đúng, dạ con xin nhường mức lại cho đạo tràng.
Dạ, cô ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ quý sư, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Bác Kinh Nakasang Gahawifa Go sự phân tích 6 pháp riêng biệt, thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn, vật. Sambayutta yatha yogang te banna sasapha vato citta che tasika thamma te sang da niyatha rahang. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. Về đa nà hề tu cổ kích cha đùa rà làm pha na qua thu tổ chít túc bà đề qua sề nề qua sằng ga hồ nà mani gia tề. Bây giờ xem tâm như là như một đơn vị nguyên thuần. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Về đa nà sằng ga hồ toát yếu thọ tắc tha về đa nà sằng ga hề tà wati witha về đa nà su khằng đúc khằng a đúc khama su khằng chề ti su khằng đúc khằng sổ manas sằng đồ manas sằng ubek khà ti cha phề đề na ban na bành cha thà hồ ti. Trong phân loại về thọ, trước tiên có ba loại khổ là lạc khổ và không lạc không khổ, hoặc nữa có năm loại là hỷ, ưu, lạc khổ và xả. Tathasukhasahagatang kusalawipa kang kajawin nhà nằng e kame wa. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện, thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tathā dukkhasahagatang akusalavipa kang kayavinyanang. Cùng thế ấy chỉ có tâm quả bất thiện, thân thức là liên hợp với thọ khổ. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Nam mô Bích Thay giá, dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Somanas saha Somanas sahagata citta nibbanando famula nicchatta vidwa dasaka ma vacharaso fana nisukha santi Rana Hasana Nichadwe Tiatha Rasakama Vachara Chitta Niche Wa Pathama Dutiya Tatiya Chatuthacha Nasankhata Nichatuchatta Li Samahakata Lokuttara Chitta Nicha Tidwa Satiwitha Nipawanti. Có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ, là 18 loại tâm thuộc dục giới, như 4 bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và 2 loại tâm suy đạt và tiếu sanh tâm. Tâm làm mỉm cười. 44. Loại tâm thiền sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền. 12 cộng 32 bằng 44. Domana sasahagata chitta
Nibbana Dre Patikachita Newa chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ u. Sesa Nisabba Nipipanchapan Nhà Sa Upekha Sahagata Chitta Newati. Tất cả 55 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Sukhang, Sukhang, Dukhang, Upekha, Titiwitha, Tathavedana, nơi đây. Thọ có ba là lạc, khổ và xả cùng với hỷ. U là năm. So manas sado manas sam iti phê tê nappan chattha sukhame khat thadukhan chado manas sam da ye thitang đoà sát thi su sô manas sam ban cha ban nha ban cha ban na sa kê ta ra. Lạc và khổ nằm trong một, ưu trong hai, hỷ trong 62, và còn lại xả nằm trong 55. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Asewana chabalanang bandita nan chasewana bucha chabuchaniyanang etang mangalamuttamang. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic, dạ con kính cảm ơn Châu Nguyễn, kính cảm ơn Thiệt Kinh. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam sân ca, dạ con kính đánh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đánh lễ Sư Nguyên Thông, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn 1. Pakinaka Sangaha Vipago. Sự phân tích sáu pháp riêng biệt: thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Ô, xin lỗi, hơi nhỏ hả? Ok. Dạ, cảm ơn chị. Sampayutta Yatta Yogan Te Panya sasappa vato citta cetasika dhamma te sang daniyatha rahang. Các tâm vương và sở phối hợp nhau thật cấp 53 và phát sinh tùy lúc tùy theo đặc tính. Vedana hetu kicca dvara lambana vatutto cittuppa davase neva sangaho mananiyate. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. 1. Vedana sangaho toát yếu thọ. Tattha vedana sangahe tavatit vitha vedana sukhaṃ sukha dukhaṃ adukkhama sukhaṃ chaiti sukhang dukhang so manas sang do manas sang
upekkha ticca vedana thana panchataha hoti. Trong phân loại về thọ trước tiên có ba loại thọ là lạc, khổ và không lạc không khổ, hoặc nữa có năm loại là hỷ, ưu, lạc, khổ và xả. Tathasukkhasahaṅgataṃ kusala vipakaṃ khayanin khayavijñānaṃ ekameva. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tathā dukkhasahaṅgataṃ akusala vipakaṃ khayavijñānaṃ. Cùng thấy ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. Dạ. Cảm ơn chị Châu đã post bài. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Buddhaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Đoạn 2. Somanas sahaja tachitta nibbana lo phamula nichatta vidva dasaka ma vachasraso phana nisuk ha sang tì va na ta sa na ni cha dua ti atha rasa kama vachat vachitta ni che vadat ha ma dutiya tatiya chattu thaccha nasam jata nicatu catta li samaha gatat lokut taracitta nica tidva sati vitha nifawanti. Có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là 18 loại tâm dục thuộc dục giới, như 4 bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và 2 loại tâm suy đạt và tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. D. 44 loại tâm thiện sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền, 12 cộng 32 là 44. Đồ manas sa ha. Đồ manas sa ga ha ga tách chích tà ni ba na đề ba ti ga chích tà nề quá. Chỉ có 2 loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ u. Sê sa ni sáp bà ni bi bằng cha bằng nhà sa u sa u bách trà sa ha ga tách chích tà nề hòa tí. Tất cả 50 loại tâm còn lại đồng sanh cùng thọ xã. Xúc khăn, đúc khăn, u bách trà tí tì quý thà tách tha huệ đa nà. So mana sang do mana sam iti phê đề na bành cha thà xúc ha mê cát tha đúc chành cha do mana sam đoà về thi tăng đoà sát thi su sổ mana sam bành cha bành nhà sa kề ta là. Lạc và khổ nằm trong một
u trong 2, hỷ trong 6, 12 và còn lại xả nằm trong 55. 38 pháp hạnh phúc. A se wa na cha bà là nặng. Bạn đi tà nhận cha se wa na. Bù cha cha bù cha ni ya nặng. E tăng măng ga la mút ta măng. Thân chạy đâu rồi? Thân cận bậc trí hiền. Dạ con xin thân sám hối. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền. Đảnh lễ người đáng lễ là phúc hành cao thượng. Not associating with fool, associating with the wise. Paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Dạ, yeah, mô Phật. Thứ hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, quý cô và tất cả quý Phật tử. Kính chào Thầy Kinh và Sư Nguyên Thông. Sau đây sư xin đọc bài. Đoạn 1. Bát Kinh Na Cá Sằng Gá Há Quý Phà Gồ. Sự phân tích 6 pháp riêng biệt, thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Sambhajutta yatha yogam te vanasa sabbavato citta cetasika dhamma te sandani yatharahang. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. Vedana hetu do kicca dvara lambana vatuto cittu pada vasenewa sanggaho nama nicate. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần, các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện nhân, thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Số 1. Vedana Sangaho toát yếu thọ. Tathā vedanā saṅghahe tāvā tivitthā vedanā sukhaṁ dukkhaṁ adukkhamā sukhaṁ ceti sukhaṁ dukkhaṁ sumanassa sumanassaṁ domanassaṁ upekkhāti ca vedanā bana pañcathā hoti. Trong phân loại về thọ, trước tiên có ba loại là lạc thọ, lạc khổ và không lạc không khổ. Nữa có năm loại là hỷ, ưu, lạc, khổ và xả. Ta thá su khá xá ga tăng, cú xá la, quý pa cần, gà giá huynh nhà năng, e ca mê quá. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tathā dukkha sa sahaṅgataṁ akusa la vipākaṁ kāya viññānaṁ. Cùng thế ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. Rồi xong đoạn 1, bây giờ mời vị kế tiếp đọc đoạn 2 nha.
Đấy, kính mời. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Sư Thanh Tâm, con kính lễ Sư Minh Thông, cùng toàn thể quý sư, và con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 2. Somana Sasahagata Chita Nipana Lo Phamula Nichata Ritua Dasaka Ma. Ô, nó chạy, dạ con xin sám hối, nó bị chạy bài. Đoạn 2. Somana sasahagata citta nipana lo famula nichata ridva dasaka ma vacharaso phana nisukha santi rana hasana nichadve ti attha rasaka ma vacharacitta ta ni che wa pa tha ma du ti ya ta ti ya cha tu tha cha na sang kha ta ni cha tu cha ta li sa ma ha ga ta lo ku ta ra chi ta ni cha ti đoà sa thi vi tha ni pha quăng ti. Có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là A. 18 loại tâm thuộc dục giới như 4 nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và 2 loại tâm suy đạt và triếu sanh tâm, tâm là mỉm cười. B. 44 loại tâm thiền sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền, 12 cộng 32 bằng 44. Domana sasahagata citta nipana dve patikha citta neva. Chỉ có 2 loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ u. Sesa nisabba dipipanchapanna saupekha sahagata citta neva ti. Tất cả 55 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Sukhang dukhang upekha trivitha tathavedana. Nơi đây thọ có 3 là lạc, khổ và xả cùng với hỷ và u là 5. Somanasang domanasang iti phê đề na pancha tha sukha me katha dukhang cha đồ mana sang đoa về thi tăng đoa Nam Mô Bích Thai giá. Như Quỳnh ơi, em bị rớt mic rồi. Không biết là Như Quỳnh còn nghe âm thanh của chị đang chị Nguyên Trang không ạ? Dạ, cảm ơn Trang Nguyễn. Dạ, hình như Như Quỳnh... không biết Như Quỳnh còn trong room không ta? Đóng mất tiêu rồi. Dạ, Như Quỳnh mời Như Quỳnh lại nha. Thấy mà không thấy trả lời nha. Rồi chắc rớt mít rồi. Dạ, Nguyên Trang xin xuống mít và mời đạo tràng ạ, trong khi Như Quỳnh vào. Dạ, Nguyên Trang kính mời đạo tràng ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Dạ, trong lớp có nghe được tiếng con không ạ? Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn con. Dạ, con từ mẫn xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ Sư Thanh Tâm, Sư Nguyên Thông, Quỳnh Kinh, ông Năm Bà Năm cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài đoạn 1. Tại con coi cái phone nó nhỏ quá, thì cái máy lớn thì cái nét nó không vô được, yếu quá kéo không nổi. Tử này đọc trong cái phone. Và có cái gì thì quý đạo hữu bỏ lỗi qua nha, chữ nhỏ quá. Đoạn 1. Ba kinh na ca sằng ga sằng ga hằng vi tha vi pa go. Sự phân tích sáu pháp phân biệt thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật. Sambhayutta yatha yogate banna sa sabba vato chitta cetasika dhamma te sada niyatha rahang. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc, tùy theo đặc tính. Vedana hệ tu tổ cha đoà ra làm ba na qua tu tổ chích tu bà đa qua xề nề qua sang bộ chích tu bà đa quệ chích tu bà đa qua xề nề qua sang ga hồ na ma ni ya tề. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần, các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ nhân, sự môn cảnh đối với tượng và căn vật. Quê đa nà sằng ga hồ toát yếu thọ. Ta tha quê đa nà sằng ga hề tà quá tị vi thà quê đa nà su khá đúc khá a đúc khá ma su khá chê ti su khá dukha so manasa do manasa upekha ti cha thề đề na ba na bạn cha tha hồ ti. Trong phân loại về thọ, trước tiên có ba loại thọ là lạc khổ và không lạc không khổ, hoặc nữa là có năm loại là hỷ ưu lạc khổ và xả. Tatha sukha sa Hagata sukha la vibhaka kao cha vinyana ekameva. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tatha dukkha sahagata akusala vibhaka kaya vinyana. Cùng thế ấy chỉ có tâm quả bất thiện thân thức và liên hợp với thọ khổ. Dạ, dạ là hết rồi. Dạ, cô cảm ơn con Châu Nguyễn. Dạ, con đã đọc xong, con kính chào mai là cho quý đạo hữu kế tiếp ạ. Nam mô con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, nguyên như con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. So manasasahagata citta nibbana lo pha mula ni citta ridwa dasaka ma vajaraso pha na ni sukha sang ti rana hasana ni cha dwe ti at tha rasaka ma vajara citta ni che vabathama duti yata ti yata tuthaccha na sankha ta ni cha tuchatta li samahak gata lo kuttara citta ni cha dwa sattivita ni pha vanti.
có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là A. 18 loại tâm thuộc dục giới, như 4. Bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới là và hai loại, tâm suy đạt và tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. B. 44 loại tâm thiền sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ nhị tam và tứ thiền, 12 cộng 32 bằng 44. Đồ manasasahagata chitta nibbana duệ patika chitta nề quá. Chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ ưu. Sê sa ni sắp bà ni bí bành chá bành nà sa u bách khà sa há gá tá chít tà nề hòa tí. Tất cả 55 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Sú khăn đúc khăn u bách khà tí tí quý thà tách thá quề đá nà sồ má nát sằng đồ má nát sằng ý tí phề đề ná bành chá thà sú khăn mề cách thá đúc khăn chá đồ má nát sằng đoá dề thí tằng đòa sách thí sú sồ má nát sằng bành chá bành nà xá kề tá rà lạc và khổ nằm trong một, ưu trong hai, hỷ trong 62 và còn lại xả. Kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. A se wa na cha ba la năng bằng đi ta năng cha se wa na bu cha bu cha ni ya năng e tăng măng ga la múa tam măng. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Not associating with fools, associating with the wise, paying respect to those worthy of respect, highest happiness. Dạ, Nguyên Như con xin dâng mít lại cho đạo tràng và kính tri ân Châu Nguyễn đã bốt bài cho chị. Dạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tông Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Từ Mẫn, Xích Nguyên Trang, Như Quỳnh và Xích Hà đã cho con biết tín hiệu, con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 1. Pakinakasangahavipago. Sự phân tích sáu pháp riêng biệt, thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn, vật. Sambayutta yatha yogan te panna sapphat. Con xin đọc lại. Sambayutta yatha yogan te panna sapphat vato tace tasika dhamma. Tề sàng đà ni gia thà ra hằng. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. Về đà nà hề tu tù kích cha đòa ra làm ba ná quát thu tù chích tu bà đá quá xề nề quá sàng gá hồ nà ma ni gia tề. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần, các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn, vật. Về đa nà sàng gá hồ, tắc yếu thọ. Tắc thá về đa nà sàng gá hề, tà quá ti quý thà về đa nà, su khăn. Đúc khăn a đốt khám ma su khăn chề tí su khăn đúc khăn sồ mát sồ ma nát sàng đồ ma nát sàng u bác khà tí chá về đề nát bá nát bành chá thà hồ tí. Trong phân loại về thọ, trước tiên có ba loại thọ là
lạc, khổ và không lạc, không khổ. Hoặc nữa có năm loại là hỷ, ưu, lạc, khổ và xả. Tất thát su khá sa ha gat tàng cú sa la quý bà càng cà giá huỳnh nhà nằng ề cá mề quá. Trong những tâm này, chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tát thà đúc khá sa ha gat tàng a cú sa la quý bà càng cà giá huỳnh nhà nằng. Cùng thế ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. Dạ thưa, con đã đọc xong, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Xa thấu, xa thấu. Vậy là hết hả? Đâu còn ai nữa không? Hello. Dạ, rồi, kính lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý vị. Rồi, xong ha. Dạ, bắt đầu chúng ta bước vào bài học. Hôm nay chúng ta học về thọ phối hợp. Thọ phối hợp. Quê đó là sẵn cái hộp. Thọ phối hợp. Thư ký ghi nha. Rồi, kính thưa quý vị, khi mà nói tới cái thọ đó, chữ thọ đó, mà quê đó nè, thì cái chữ thọ này đó, chúng ta cũng đã từng học, biết nó căn từ cái chữ quýt, tức là thọ lãnh hay là nhận lãnh, tức là thọ lãnh, nhận lãnh, hay cảm thọ, nhận lãnh, thì cái chữ quê đó nè là, cái nghĩa nó là thọ hưởng cảnh, hay là cảm thọ về cảnh, về đối tượng mình có cảm thọ được. Thì cái cảm thọ này nó cũng là một cái pháp rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà chúng ta được có những cái sự mà được khen tặng hay này kia đó, thì chúng ta được cảm thấy thọ vui, cảm thấy thọ hỷ, quan hỷ, cảm thọ đi được đó. Chẳng hạn như giờ Sít Nguyên Như lên đọc Bali cái chúng tôi khen, hay đọc giỏi cái phát sanh thọ hỷ liền. Hoặc là một vị nào đó lên đọc sai cái chúng tôi nói sai gì đó, mình chỉ cái chỗ sai ra thì cảm thấy là thọ u, cảm thấy buồn. Thì chúng tôi về cái thọ nó ảnh hưởng đời sống mình rất là nhiều. Cho nên sẵn cái vấn đề này chúng tôi cũng trình bày là đôi khi có những lúc chúng ta cần phải nói, chẳng hạn như giờ ví dụ như quý vị đọc Bali sai hay là lên trình pháp sai, thì hoặc là mình lên mình nói pháp nó không đúng pháp, thì nhiệm vụ của chúng tôi là mình cũng có vì lòng từ, vì cái sự thương tưởng mình giúp đỡ cho mọi người được có cái sự hiểu biết đúng đắn, thì chúng tôi cũng có lên đôi có lúc mình có chỉnh sửa chút đỉnh. Mình muốn cho nó thấy lại cái vấn đề được chính xác, được đúng đắn hơn. Nhưng mà nhiều khi nó lại là dao hai lưỡi. Nhiều khi chúng tôi vì lòng từ muốn làm vậy nhưng mà bị phản ứng. Người đó người ta không có thích, người ta phản cảm thấy là phát sanh cái thọ u phiền, buồn, phiền muộn về này đó. Thì ngày xưa chính chúng tôi cũng bị đó. Khi mình học vô học đó thì khi mà mình nói sai đó, bị ông thầy ông nói mình trình pháp vậy, nó nói pháp vậy là không đúng, sai pháp, mình giận, trong lòng mình giận, buồn, giận lắm. Nhưng mà về thời gian sau mình mới hiểu là nếu mà ông thầy ông không chỉ ra cho mình á, nếu mà ông không chỉ cho mình á, mình tưởng mình đúng, mình ôm nó hoài á, mình tưởng nó là mình đúng là thôi rồi, giống như là tiêu tùng luôn, như là giết mình luôn. Thành ra trong cái vấn đề này nó có những cái là chúng ta cần phải biết, nó rất là tế nhị trong này ha. Đôi khi chúng ta cũng không muốn nói, nhiều khi mình cũng không muốn trình bày vấn đề đó, nói ra gì có những vị lên nói pháp này kia, nói tôm lắm là nói trật pháp này kia nọ, nhưng mà hễ mà mình chỉnh cái đó, mình lên mình nói cái đó là mệt, nói cái là coi như là kết thù kết quán rồi luôn. Thật ra ngày xưa có những buổi mà nói pháp này kia đó, thì không dám lên nói. Nhưng mà có những cái vấn đề mà mình thấy nếu mà mình không nói
thì những người khác mà nghe nó cái vậy, mà nghe người ta tưởng đúng rồi người ta theo luôn, à, theo một người sai kéo theo cả chục cả trăm người sai nữa, thì cái này cũng là cái vấn đề mà nhiều khi nó cũng khó, rất khó trong cái này này. Thôi giờ nếu mà mình giúp được cái gì đó thì mình giúp, còn người ta giận thì chắc mình cũng phải chịu thôi chứ biết sao vậy. Không biết quý vị đây có ai giận không, giờ đó giờ chúng tôi mở dạy những cái này, có những khi chúng tôi chỉnh đó, chẳng hạn như Nguyên Như đọc sai vậy chúng tôi chỉnh, hay là Nguyên Trang nói sai hay chỉnh thì không biết có giận không. Giận không biết sao xử, giận cũng phải chịu chứ không biết sao vậy, còn không thì thôi chắc cũng im luôn, hết dám nói luôn. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy cái sự nhạy cảm nó rất là quan trọng. Nhưng mà có cái kẹt cái gì thế gì, khi mà vấn đề pháp đó, mà người ta sai mình không sửa đó, mình cũng có một phần trách nhiệm luôn đó, nhiều khi mình thấy biết sai mình không chỉnh mình cũng lãnh cộng nghiệp chung, cũng là mình làm cho cái sự mà sai lệch nó đi càng lúc nó càng nhiều ra thêm, ra vấn đề này nó cũng gay go, nó cũng khó tính. Nhưng mà nếu mà có gì đụng chạm tới quý vị mà quý vị không vui, không có quan hỷ đó, thì chúng tôi cũng xin lỗi, quý vị cũng bỏ qua. Thôi thì đâu có ai muốn vậy, chỉ vì là lòng từ muốn cho tất cả mọi người được hiểu đúng, tốt đẹp, pháp càng ngày càng cao lên, thì càng lúc càng tốt hơn. Để khi mà mình đi ra, lúc mà mình đi gặp những người khác, mình nói đạo, nói pháp đó, thì mình nói đúng pháp mình bị mang nghiệp, còn không thì mệt lắm. Còn nếu người ta không bỏ qua thì thôi mình cũng chịu thôi chứ biết sao vậy. Cho nên ngày xưa chúng tôi cũng bị nói, hồi xưa lên nói pháp vậy, nhiều khi mình nói sai cái bị mấy vị cao tăng mà nói không được, nói vậy bắt gì là lại nói sai, bắt lộn pháp này, bắt sai pháp này, thì mình nghe nói vậy trong lòng mình cũng hơi bị buồn, nhưng mà mình nghĩ lại mình sai thì phải công nhận mình sai chứ. Sai phải chấp nhận là sai để học hỏi mà. Bởi vì mình phải là người trước tiên, mình phải là người dễ dạy trước, mình phải được chắc phải được là người học mà chịu dễ dạy thì mình mới tiến bộ được. Còn giờ mình khư khư mình cho mình ngon thì mình tiêu đời luôn. Cho nên cái vấn đề này cũng khó, cho nên cái thọ này nó ảnh hưởng trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Hãy mà trúng ý mình cái mình khoái, thọ hỷ, hãy sai mình cái mình thọ ưu. Bực bội khó chịu. Cái kia là đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy vậy. Bởi vì cái tôi của mình nó ghê lắm, cái ngã mạn của mình nó ghê lắm. Đấy, mình bị chê cái là thôi thù này quyết trả 10 năm chưa muộn. Thù này quyết đạo. Vì ta nói là tức điên là nhưng mà phải biết cái đời sống của mình cái thọ này nè. Bởi tại sao thọ được xếp vào trong tứ niệm xứ, là một trong tứ niệm xứ thuộc về niệm thọ. Nó rất là quan trọng trong đời sống, chi phối coi như là đời sống mình chi phối gần như là toàn bộ cái đời sống mình, hạnh phúc hay đau khổ gì nó đều nằm trong cái thọ này. Hãy mình hạnh phúc mình được an lạc vui vẻ là mình cảm thấy hạnh phúc, mà hãy mình không được vui vẻ mình cảm thấy khó chịu này, phiền muộn nghe đó mình đau khổ. Thọ nó chi phối cái đời sống mình rất nhiều. Cho nên sẵn cái dịp học này chúng ta trình bày thêm chút xíu về cái góc cạnh này, có những cái nỗi băn khoăn trong vấn đề này là nhiều năm nay là rất là nhiều người bị vấn đề này, và có nhiều vị cao tăng người ta học xong người ta thấy vậy người ta cũng thèm nói luôn rồi đó, thậm chí là không dạy luôn, thôi dẹp mấy lớp luôn mệt quá rồi, dạy mới nói xong giận mới nói giận ra thù hằn mệt quá, cũng khó xử. Cái điều đó là cái cảm thọ mình phải biết, mình phải biết lúc nào mình cần phải sử dụng cảm thọ nào, để mà không thôi chúng ta đi cái phương hướng mất đi cái sự lợi ích cho chính mình, đó là mất cái sự lợi ích chính mình. Cảm ơn quý vị còn nghe không? Alo, 1, 2, 3 nghe rõ ha? Ok, rồi khi mà bước vào thọ thì chúng ta đi vào cái phân loại. Thì phân loại thọ, phân hạt giống. Dòng gạch ra dòng. Khổ, lạc, xả.
khổ, lạc, xả. Và khổ lạc xả, rồi tức là phân theo có ba cách, ba cái loại cảm thọ là khổ lạc xả, nhưng mà phân theo năm, tức là giờ có năm là khổ lạc hỷ ưu xả, tức là có năm khổ lạc hỷ ưu xả. Có ai quý vị có thấy không, boss lên mấy cái này có thấy không ạ? Alo, cái chữ Bali có thể cho Nguyễn bóc bỏ vô cũng được. Rồi ai muốn ghi lại thêm cái Bali vô cho nó phong phú hơn chứ không? Là khổ hỷ ưu xả chữ Bali. Rồi đó là phần về loại thọ, cho chúng ta thấy là những phần mà đơn giản thì nó có ba là khổ lạc và xả, phần này có năm khổ lạc hỷ ưu xả. Thì trong khổ nó có ưu, trong lạc nó có hỷ. Trong khổ thì chúng ta thấy là nó có ẩn cái thọ ưu đó, nếu mà tính theo ba thì trong khổ nó có cái ưu đó. Trong thọ lạc nếu tính theo ba thì trong đó là nó nói ẩn là hỷ và xả, thì có xả. Như vậy nếu phần rõ ra thì có năm là khổ lạc hỷ ưu xả. Rồi đó là phần về loại cho chúng ta thấy ha. Rồi xuống dòng thọ phối hợp với tâm và tâm sở. Thọ phối hợp tâm và tâm sở. Rồi xin dòng thứ nhất số 1, thọ khổ lúc khá quê đó nè, thọ khổ. Hai chấm, thọ khổ hai chấm. Này em xin thư ký ghi chậm vậy, thư ký nay buồn ngủ hay sao? Ký ngái ngủ rồi, khổ lỗi cái quê ra. Rồi bạn chập chờn, ok rồi bạn chập chờn. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng tâm hai chấm, là tâm phối hợp với thọ khổ này, tâm hai chấm. Và tâm gì quý vị? Tâm gì phối hợp với thọ khổ đây? Cái gì vậy? Nguyên trang trật rồi, nguyên trang trật rồi. Lọc thân thức thọ khổ, đúng rồi, Nguyên Như đúng rồi, Ban Ram Si đúng rồi, Kim Dung cũng đúng rồi. Thân thức quả bất thiện thọ khổ, thân thức thọ khổ quả bất thiện, Nguyên Nhân đọc cho đúng là thân thức thọ khổ. Rồi, tâm tức là có một và thân thức thọ khổ là tâm nó phối hợp với là thọ khổ. Rồi xuống dòng tâm sở hai chấm, có sáu tâm sở biến hành, có sáu tâm sở biến hành. Sở hai chấm, có sáu tâm sở biến hành. Rồi theo quý vị, tại sao người ta cho có sáu tâm sở biến hành?
tâm sở thì có sáu thôi, trong cái thọ khổ thì tâm sở chỉ có sáu. Lý do là tại sao, có ai biết không? Trừ thọ ra, đúng rồi, chính nó là thọ rồi, đâu có tính đi còn chi, nó là chủ rồi. Là trừ thọ ra là còn có sáu, xà thấu, xà thấu. Chính nó là thọ, thọ thứ bảy, chính xác. Rồi, tâm sở có sáu, tâm sở biến hành, trừ thọ. Ghi ra vậy ha, tâm sở có sáu, tâm sở biến hành, mở mặt, trừ thọ. Rồi, số 2, thọ lạc, 2 chấm, tâm, 2 chấm là gì đây? Thọ lạc, 2 chấm xuống dòng, nghịch dòng tâm. Thân thức thọ lạc, chính xác luôn, thân thức thọ lạc, quả thiện, dữ dằn quá, chính xác, thân thức thọ lạc, quả thiện, nhiều nhân. Rồi tâm đó là một, có một thôi, thân thức thọ lạc không? Tâm, một là thân thức thọ lạc, rồi, tâm sở có mấy quý vị? Tâm sở có mấy đây? Có sáu, đúng rồi, có sáu, trừ dính nó ra, trừ thọ lạc ra, mà còn có sáu. Rồi, số ba, thọ hỷ. Thọ hỷ. Thọ hỷ đây. Rồi, thọ hỷ tâm. Có nhiêu tâm đây? Tâm có bao nhiêu tâm đây? Kể ra, kể ra. Có bao nhiêu tâm đây? Kể ra từ từ coi. Bốn gì? Bốn tham hỷ. Mình phải ghi rõ ha. Bốn tham thọ hỷ. Bốn tâm tham thọ hỷ. Rồi, tiếp theo gì đó. Bốn tham thọ hỷ. Rồi, có gì đó. Quan sát hỷ. Rồi, đúng, chính xác. Chính xác. Vi tiếu hỷ luôn, chính xác luôn. Nguyên như giỏi quá mà. Vi tiếu hỷ, xa thứ, xa thứ. Rồi, tiếp theo. Bốn hỷ thiện, đại hỷ, bốn hỷ thiện, bốn tâm thiện hỷ, rồi. Bốn quả hỷ. 12 tâm dục giới tịnh hảo, bốn thiện, bốn quả, bốn di tác. 12 tâm dục giới tịnh hảo, đúng rồi, ghi là 12, đúng rồi, 12 dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, theo dây 12 dục giới tịnh hảo hỷ. Rồi, tiếp theo gì nữa không? Còn gì hết hết không? Hết hả? Hay còn nữa? Hết rồi, hay còn nữa? 12 sắc giới, thọ hỷ, thọ hỷ. Ok, 12 sắc giới, thọ hỷ. Chính xác. 12 sắc giới. Rồi, còn gì nữa không? Ba mươi hai siêu thế hỷ xà thú, quá giỏi ta, quá dữ luôn. Rồi bây giờ mình gom lại, tâm thì có bốn hỷ, một quan sát, năm cộng lại là có gì, có 62, đúng rồi, 62 tâm, bốn tham hỷ, một quan sát hỷ, thiếu quan sát hỷ rồi, gì hai vô nhân trong đó, một quan sát hỷ, một ưng cúng vi tiếu. Ghi cho rõ ha. Một phân cúng vi tiếu. Vi tiếu hỷ, đúng rồi. 12 tâm dục giới hỷ.
12 thiền sắc giới và 32 tâm sư thế. Như vậy mình có 62 tâm. Đúng không? Chính xác thôi, có 62 tâm ha. Rồi, bây giờ mình xuống với tâm sở 2 chấm. Tâm sở của vậy nó có nhiều đây. Tâm sở. Rồi. 13 tà tha có không? Alo. 13 tà tha có không? Có, chắc không? Chắc là 13 tà tha không? Cái gì có chắc không? Chắc, đang chắc không? Rồi, như sao? Như bắp luôn. Rồi, ai nữa? Chắc luôn, 13 tà tha, chắc luôn. Chắc như bắp luôn. Nguyên như chắc luôn. Còn ai nữa không? Lý nè, rồi Mỹ nè, Hà chắc luôn không? Rồi còn ai nữa, còn quý vị nào nữa? Hết rồi, nè, trả lời nè. Bỏ thọ ra, đúng rồi, Châu Nguyễn chúng mấy người kia trật lắc hết trơn rồi. 12 tờ tha, chứ không có 13 đâu nha quý vị. Trật hết trơn nguyên lớp rồi. Đúng rồi, à đúng. Vậy cũng trật đó, cũng trật như thường. Rồi, 13 tờ tha. Ok, ghi riêng ra, 13 tờ tha. Rồi, bốn si phần có không? Bốn si phần có không? Bốn si phần có không? Alo. Bốn si phần. Hà nói không. Lý nói không. Ai nữa? Thiện hữu có, có vấn đề ha, có vấn đề, cái không, cái có là phải có vấn đề mà. Tùy theo, rồi, một người tùy theo, một người không, một người có, này nó có ba hệ luôn ha, cái này đi tới hàng ba luôn. Nguyên trang tùy theo. Hồng Nhung có trong bốn tâm tham. Rồi. Như vậy là có chứ làm sao không được bốn si phần. Bởi vì hồi nãy mình nói tâm 62 tâm thì có bốn tham hỷ trong đó. Bốn tham hỷ thì si phần có chứ. Si vô tàm vô quý phóng vật có mặt trong bốn tâm tham và hỷ. Đúng chưa? Sự thế không có thị vậy thì miễn sao nó có đấy chứ. Thì miễn sao nó có mặt đấy chứ. Có là có chứ. Thì bốn si phần nó có trong những tâm thọ hỷ. Những tâm nào có thọ hỷ thì bốn si phần cũng có vậy. Bốn tham hỷ có mặt mà. Đúng chưa? Còn là sao nữa. Bốn tham hỷ có mặt. Đúng chưa? Rồi. Ba tham phần có không? Ba tham phần có không? Alo. Ba tham phần. Có luôn. Tham phần có. Thì tham thọ hỷ mà. Ba tham phần thì có luôn. Có đầy đủ. Mà. Rồi. Hai hôn phần có không quý vị? Hai hôn phần. Thiện hữu có. Hai hôn phần có không? Không hiểu hả? Có luôn, hỗ trợ đúng rồi. Hai hôn phần có, hai cái tâm tham hỗ trợ có, hai hôn phần. Đúng chưa? Bao nhiêu nắm lại được chưa? Nắm lại chưa? Hay là rối nồi rồi, nguyên trang đã im ru bà rồi.
đang đi về tâm sở, đang đi về tâm sở, về tâm sở có mặt trong thọ hỷ hay không thì mình mới tính ra. Có gì vậy? Bây giờ trong tâm sở nè, bốn si phần nó có mặt không, có mặt trong những cái tâm thọ hỷ hay không? Thì bắt giác phải không? Thì làm lại không? Và bốn si phần có mặt trong những cái tâm thọ hỷ hay không? Mặt có tương ưng không? Đúng rồi đó, cái mặt có tương ưng không? Rồi, xa thú. Có, bốn si phần có, rồi, hiểu chưa? Nắm được chưa? Rồi, ba tham phần có mặt trong những loại tâm thọ hỷ không? Ba tham phần có không? Có luôn, chính xác. Rồi, hiểu rồi không? Nắm hiểu không? Rồi, hai hôn phần có không? Có mặt trong những loại tâm có thọ hỷ không? Có luôn, xa thú, xa thú. Rồi mười, rồi tới 25 tịnh hảo, 25 tâm sở tịnh hảo, có không? 25 tâm sở tịnh hảo, có luôn, chính xác, chắc cú luôn, chắc cú luôn. Bởi vì là 12 dục giới, 12 tâm dục giới hỷ, 12 thiền, 32 chư thế, đủ thứ, thì 25 tịnh hảo có luôn. Thì như vậy tổng số là mình có 46. Hoài nghi sao có được, đang hỉ mà sao có hoài nghi đó. Họ hỉ mà tâm sở hoài nghi sao vô được. Chưa, rồi tâm sở thì mình cộng là có 46 tâm sở. Đúng rồi, hoài nghi tâm sở. 46 tâm sở. 4 si, 3 tham, 2 hôn, 12 tha, 25 tình hảo. 4 si 3 tham phần 2 phần. Rồi đó, đúng rồi, cho Nguyễn ghi được chính xác. Si có thời hỷ nha, si nào có thời hỷ. Cái đó tâm, tâm si thôi, chứ hoài nghi khác à. Cái đó là tâm sở si, chứ không phải là hoài nghi. Tâm sở hoài nghi nó khác. Có những bắt lộn, lộn di pháp nữa đó. Tâm sở si thì có mặt trong những loại tâm thời hỷ. Có là xả có, nhưng mà tâm sở hoài nghi thì nó chỉ có mặt trong tâm si hoài nghi thôi, là thọ xả thôi. Nắm được chưa? Chưa. Bây giờ tâm sở si, tâm sở si á thì nó có mặt trong tất cả là tâm bất thiện, đúng không? Tức là hỷ cũng có, mà xả cũng có, mà u cũng có, đúng không? Rồi, tâm sở hoài nghi, tâm sở hoài nghi nó đâu phải là tâm sở si đâu. Tâm sở hoài nghi là một tâm sở riêng biệt, nó chỉ phối hợp chung với cái tâm sở si thôi. Nhưng mà tâm sở hoài nghi nó chỉ có mặt trong tâm si hoài nghi, đúng không? Si có hai, si hoài nghi và si phóng dật. Thì si là gốc, đúng rồi, si là gốc. Nhưng mà lúc mà mình hoài nghi á, lúc mình khởi cái tâm hoài nghi lên á, thì cái tâm si, tâm gốc si đó, tức là nhân si nó đi chung với lại cái hoài nghi đó. Nhưng mà cái hoài nghi phân nhân lưỡng lự á, thì nó không thể có mặt trong hỷ được. Và nó chỉ có mặt trong xả thôi, nó không có thể có mặt trong hỷ. Cho nên tâm si hoài nghi nó đang ở một cái trạng thái phân nhân lưỡng lự, không có quyết đoán, không nghĩa thì sao hỷ được. Hỷ là phải có quyết đoán rồi mới hỷ chứ. Thành ra tâm si hoài nghi thì phải là thọ xả, cho nên cái tâm sở hoài nghi nó chỉ có mặt trong thọ xả thôi, chứ không có mặt trong thọ hỷ được. Nắm được chưa? Được không? Chắc cứu được nha, chứ học mà mình mờ cái, rồi mai mốt mình chỉ là người ta cái tiêu tùng luôn. Chưa chắc cứu. Ok, explain later ha. Rồi, có người phụ tá. Rồi, như vậy là xong cái thọ hỷ không? Rồi, tới cái số 4 là thọ ưu. Thọ ưu. Số 4, thọ ưu. Rồi, xin chào tâm, hai chấm. Tâm gì quý vị ơi? Alo.
Hai tâm sân, chính xác luôn. Hai tâm sân, chính xác. Ghi vô. Hai tâm sân có thọ. Tâm sân chung với thọ. Rồi tâm sở. Thì sao đây? Tâm sở sao đây? Bốn si phần có không? Alo. Bốn si phần có không? Có, chính xác. Bốn si phần có mặt. Bốn sân phần có không? Bốn sân phần có không? Có luôn, chính xác luôn. Bốn sân phần. Có luôn. Rồi, tới hai hôn phần có không cái gì? Hai hôn phần có không? Có luôn. Xà thử ha. Sân thọ ưu, hộp phấn, hữu trợ. Có hai phần luôn ha. Rồi, bây giờ đây cái 13 tờ tha là có không nè? 13 tờ tha có không? Alo. 13 tờ tha có không? 12 tờ tha. Chắc chưa? Chắc chưa? Quý vị chắc chưa? Chắc gì bắp chưa? Chắc gì bắp chưa? Sửa lại nguyên nhân sửa lại 11, nguyên trang cũng sửa lại 11 luôn. À nhiều nè, lại nói nhiều bên rồi, lại nói nhiều lên mất rồi. Chắc có chắc 12 chắc rồi, 12 chắc lắc rồi, 11 thì chắc hơn. 11 chắc hơn đúng xác, tức là 11 tự tha thôi, trừ tâm sở hỷ ra, sân họ họ u nó có tâm sở hỷ. Rồi trừ cái thọ nó luôn nữa, chính nó, thọ chính nó. Vì như vậy còn 11 tâm sở tự tha. Đúng chưa? Rồi trừ thọ chính nó và trừ cái tâm sở hỷ đó luôn. Thì còn 11. 11 là chắc ăn như bắp ha. Rồi đúng chưa? Đúng chưa cái gì? Vì như vậy tổng cộng là mình có 21 tâm sở. 21. Bốn si, bốn sân, hai hôn và 11 tờ tha. 11 tờ tha, bốn si, bốn sân, hai hôn phần. Rồi, đó là chính xác ha, vậy thọ ưu. Đúng rồi không? Nắm được chưa? Hiểu không quý vị? Nắm không? Alo, có ai không hiểu không? À, Mỹ hiểu không? Mỹ có nắm được mẹ không? 11 tờ tha, có biết không? Điệp ru rồi. Ngủ luôn rồi. Ngủ rồi chị. Ngủ luôn ha. Rồi. Hiểu rồi thôi ha. Thông qua luôn. Tới số 5. Thọ xã. Số 5 là thọ xã. Cô Bích Kè Quê đó nè. Rồi. Tâm. Tâm. Tham có không quý vị? Tham có không? Bốn tham xã, đúng rồi, bốn tham xã. Rồi, gì nữa? Bốn tham xã rồi gì nữa? Hai si xã, chính xác luôn, chính xác luôn. Hai si xã. Rồi, tiếp theo. Người 14, người 12. Người nào chúng đây? 14. Kevin 12. Lý 14, Nguyên Như 14. Thì như vậy tại sao 14 cái gì? Tại sao 14? Lý do 14 là chúng rồi đó. Và tại sao 14? Tại sao 14 đây? Từ ra
gì? Từ hai thân thức, từ hai thân thức ra khổ với là thọ lạc trừ ra, đúng không? Từ hai thân thức khổ lạc rồi trừ cái gì nữa, quan sát hỷ, đúng rồi, trừ ưng cũng vì tiếu nữa. Rồi như vậy là mình trừ ra được 2, 3, 4, trừ 4 loại tâm thì còn lại là 14 tâm vô nhân ha. 14 tâm vô nhân trừ hai thân thức, trừ quan sát hỷ, trừ ưng cũng vì tiếu. Được chưa? Hai thân thức, thân thức cho hỷ được, cho mỗi ghi đặt nha, ghi lại nha. Hai thân thức là thọ lạc, cái thọ khổ, thọ khổ, thọ lạc đó nha. Quan sát hỷ. Bọn cái đó chết luôn. Bọn cái đó thay vì ta sắp đắc cái mình nói, người ta rớt bụt chứ. Sắp đắc tu rùa quần, nói cái mình tu cái rùa quần. Tu rùa quần thọc luôn, tu rùa quần. Rồi tiếp theo 10 gì, tiếp theo gì đây, 12 gì, 12 dục giới tịnh hạ xã. Rồi đúng rồi, 12 dục giới tịnh hạ xã thì quả di tác chính xác luôn, quả dữ luôn ha. Rồi cái gì đó còn không, hết rồi không, hết chưa? Trang ghi gì đây? Loạn xào cái này. Rồi giờ sắc giới có bao nhiêu xã nè? Tâm sắc giới có bao nhiêu xã? Tâm sắc giới có 3. Rồi có sao gì hồi hồng giống ghi tới 12 dữ vậy? Có 3 thôi, sắc giới có 3 thôi, hồng dung trật rồi, nhớ lộn ai rồi. Rồi đó mơ màng tới ai vậy? 12. 3 sắc giới xã. Ok rồi, gì nữa? Còn gì nữa không vậy? Hay hết rồi. Mười hai vô sắc giới. Đúng rồi, tiếp tục là 12 vô sắc giới. Rồi tiếp theo gì nữa? Theo cái gì? Đây. 8 siêu thế xã. Rồi, chính xác luôn ha. Rồi, như vậy tổng, mình tổng cộng là có nhiêu tâm? 55 tâm. Đúng rồi, 55. 4 tham xã, 2 si, 14 vô nhân, quan sát hỷ, 14 vô nhân, 12 tâm dục giới tịnh hảo, 3 sắc giới xã, 12 vô sắc giới, 8 siêu thế, 42 tâm. Nếu tính ra 55 tâm, 55 tâm. Sao gì tới 7 tâm dữ trời. Năm mươi lăm tâm thọ xã, đúng không? Năm mươi lăm tâm thọ xã. Rồi. Rồi tâm sở ở đây, tâm sở ở đây, tâm sở ở đây có gì đây? Tâm sở kể ra giùm cái coi. Mười một thợ tha, chính xác. Mười một thợ tha, mười một thợ tha, hay quá là yeah. hết bị trật ha. 11 tâm tha từ hỷ ha. Rồi hết bị gạt ha. Hết bị gạt. 4 si phần, 4 si phần, 4 si phần có không? Có 4 si phần không? Chắc không? Chắc có 4 si phần không? Chắc không? Chắc luôn. Chắc như bóp luôn. Rồi ok, 4 si phần chắc cứu luôn. Ok rồi. Gì nữa? Bốn si phần chẳng bây giờ đây.
Đấy luôn. Chưa, bốn chi phần có gì nữa? Ba tham phần có không quý vị? Ba tham phần có không? Có luôn không? Có luôn, có chắc chứ bóng. Rồi hai hôn phần thì không có không? Hai hôn phần đâu có xả được, hai hôn phần sao xả? Có không? Hai hôn phần có không? Em có luôn. Rồi, có luôn, hai hôn phần có luôn ha. Rồi, gì nữa? Hát rồi không? Còn gì nào? Một hoài nghi đó, giờ này vẫn có nghi nè, đó. Mỹ nãy giờ vô đây thấy Thọ xã thì nó có nghi đây, nghi ngờ lại nằm ngay đây, tâm sở nghi đây, là Thọ xã, có một, tâm sở có một. Rồi, gì nữa quý vị? Hát rồi ha, hát chưa? Hết chưa? 25 tịnh hảo có đầy đủ, không thiếu em nào. Rồi, như vậy tâm sở mình có nhiều, tất cả là 46 tâm sở có mặt trong Phật xã. 4 si, 3 tham, 2 hôn, 11 tịnh tha, 25 tịnh hảo. Rồi, đó là xong 5 cái thọ cho chúng ta biết rồi. Mỗi một thọ nó có những cái loại tâm nào phối hợp tương ưng đọc sanh chung cái đó, và những loại tâm sở nào có mặt trong đó. Thì vậy cho chúng ta thấy rồi, tất cả những cái loại thọ, mỗi một loại nó có những cái số riêng biệt của nó, có một cái loại tâm phối hợp, tâm tập sở phối hợp riêng biệt, để chúng ta nắm được chính xác ha. Khi mà chúng ta có cái thọ hỷ lên thì chúng ta biết là mình sẽ có những cái loại tâm nào nó sẽ sanh chung. Để mình khỏi cái lầm lẫn, nhiều khi mình thọ hỷ mà có hoài nghi, nên thọ hỷ hoài nghi thì nó hơi mệt ha. Mình quán cái đó là mệt đó. Mình nhắc cho mình nhớ là chính xác. Thọ hỷ hoài nghi hoặc là tâm sân mà phối hợp với là thọ, tâm sân phối hợp với thọ xã nó còn mệt nữa, tâm sân phối hợp thọ xã. Rồi, có hỏi, ok, rồi mời nó làm gì? Dạ thưa thầy, câu hỏi con đã ghi ra đó là bi. Xin thầy giải thích làm sao bi và tùy hỷ cũng có thọ xã. Dạ, con xin hết. Thì Đức, thầy Đức có nói về vấn đề này rồi. Trong vấn đề bi và tùy hỷ là hai cái tâm sở vô lượng phần. Nó cái này thật sự nó cũng rất khó để chúng ta giải thích lắm. Thường thường trong chú giải người ta nói bi thì nó có mặt trong thọ xã thôi, tức là bi chỉ có mặt trong những loại tâm thuộc về thọ xã, thiện thọ xã. Cho nên khi mà nói bi mà có mặt trong những tâm đại thiện thọ hỷ đó, thì có những số chú giải người ta nói là cái trường hợp mà khi mà thấy cái đối tượng đó, ví dụ mình thấy đối tượng đau khổ thì mình khởi cái tâm bi, thường khởi tâm bi thương xót chúng sanh đó thì nó đi với thọ xã thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy là cái đối tượng đó mà từ cái khổ đó mà họ trở nên mà coi như là khá hơn tốt hơn, thì mình cái tâm bi mình cũng có tâm bi thương xót chúng sanh đó, cũng thấy thương, nhưng mà nó có đi với thọ hỷ. Trong những số ta chuyên ghi như vậy, nhưng mà theo chúng ta cảm nhận được theo ý mình thôi nha. Theo ý của mình thì mình thấy là tâm bi thì nó chỉ có đi về thọ xã thôi, chứ nó không có đi thọ hỷ được. Bởi vì bi là cái sự mà rung động, mà cái sự mà mình thấy sự đau khổ của chúng sanh, thì bi thường thường mình đi thọ xã, mà chỉ đi tới hỷ thì mình thấy đi hỷ thấy kỳ kỳ ha. Thấy, quý vị cũng cảm nhận được rồi không? Đi tới hỷ mà thực sự mình cũng không có cái đủ cái trí tuệ để mình thấy được vấn đề này nó bên trong như thế nào, nó sâu sắc như thế nào. Nhưng mà trong một số chú giải thì có chỗ nó có chỗ nó không, thì mình cũng biết sao mò. Nhưng mà mình cũng không dám nói lắm, hoặc không dám nói vấn đề này. Mình chỉ biết là có vậy thôi. Cũng giống như tùy hỷ. Tùy hỷ thì sao có trong mặt trong thọ xã được. Thấy không? Hỷ, mình thấy quan hỷ với sự hạnh phúc của người khác thì có mặt trong những loại tâm thật, trong những tâm đại thiện thọ hỷ.
đúng không? Nhưng mà tại sao nó lại có trong cái bộ xã đó? Thì cái vấn đề này nó có những cái mà cần phải tìm thêm một số cái chú giải nào cho nó sâu sắc hơn chứ là vấn đề này. À, nhưng mà chúng tôi thì mình biết trong sách thì mình học là thấy có mặt đầy đủ, hỷ có xã có luôn, nhưng mà mình cũng không dám ý kiến cái điều này. Vì này ý kiến người lạ mà nó mình chỉ nói theo cái ý kiến cá nhân mình thì vậy thôi, chứ còn những vị khác người ta có những cái ý kiến của người ta đó, chưa lấy gì mà làm thỏa đáng lắm, chưa lấy gì mà để cho mình nắm chắc cầm cầm. Thì thôi vậy mình cứ biết vậy đi, mình cứ biết là như vậy là như vậy. Bởi vì cái pháp mà chân đế đó, pháp mà thực tính là khó mà để mà mình thấy được đúng như vậy đó. Bởi vì kia nó sanh lên đó, mà nó sanh lên mà mình chưa kịp thấy được nó, chưa kịp nắm bắt được nó thì nó đã mất rồi. Thật là khó, có trí tuệ dữ lắm chúng ta mới có thể thấy được cách rõ ràng. Đó là vấn đề như vậy. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cái bài về thọ phối hợp với tâm, tập sở. Đó là bài học cũng rất là gần gũi với chúng ta, rất là quan trọng trong cái đời sống của mình, trong cái đời sống của mỗi con người của mình. Tu tập thì chúng ta cũng chỉ có nhiêu đó thôi, thân, thọ, tâm, pháp thôi. Trong cái đời sống của mình chỉ có cái thân này của mình thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Thì có nhiều đó làm đi làm lợi hoài, mà mình nhiều đó mà làm đi lợi hoài mà không xong chứ lẫn vẫn có nhiều đó mà tu hoài không xong. Đó là vấn đề khổ sở cái chỗ đó. Rồi, do phước báo hôm nay là chúng ta học được, và nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn đừng bao giờ rơi vào trong bốn cửa ác đạo, và luôn được an lạc hạnh phúc, không có bệnh tật, được khỏe mạnh tốt đẹp, và luôn phát triển được cái trí tuệ minh sát để mà sớm thành tựu chánh trí trong điều nhà cơ thể. Dạ, nam mô Bụt Tha, dạ, nam mô Tam Ma, dạ, nam mô Sang Kha. Rồi, xin mời MC. Nam mô Bụt Tha, dạ, nam mô Tam Ma, dạ, nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, nguyên như con xin thay mặt lớp thầy kinh đã tận tình giảng dạy cho chúng con buổi hôm nay. Nó gần gũi mà sao nó khó quá thầy ơi. Phải về nhà tới ngay lui giống như bò ngay cỏ. Dạ, phải không quý vị? Dạ, bây giờ con thấy thời gian là 11 giờ 9 phút. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông có thể thay mặt Chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, nguyên như con xin dâng mic lại cho Sư Nguyên Thông ạ. Vavatu sabba mangalam ratkham tu sabba devata sabba buddha anuphave na sada sothi pavantu te vavatu sabba mangalam ratkham tu sabba devata sama anuphave na sada sothi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hân ta hân. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng da lê. Thế ra cha man cha na wa ca cha phân ka vô sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha ya sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ka.
ni ya ni kung tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pum ga la sang kho ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vui đệ tê y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hon tu nha ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hon tu nha ta yu y đằng nô nha ti nằng hô tu sukhita hon tu nha ta yu ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gát tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai. Chúng ta sẽ được sư Pháp Thanh dạy tiếp về những cái bài học trong ngạ quỷ sự. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.